Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, trong tiềm thức của người Việt Nam ta từ ngàn đời xưa thì việc thờ cúng ông bà tổ tiên, chư Phật và các vị thần linh luôn được coi trọng. Điều này không chỉ thể hiện tấm lòng hướng về cội nguồn mà còn là một liệu pháp tâm lý vô cùng đặc biệt để cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn và tài lộc sẽ đến với cả gia đình. Nhất là vào các ngày rằm, mùng 1 hay là dỗ chạp, nhiều người thường thành tâm chuẩn bị lễ vật để dâng lên bàn thờ với mong muốn gửi lòng thành kính đến đấng tối cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên dâng lễ vật gì lên bàn thờ để rước phúc lộc vào nhà. Nếu không may phạm phải điều đại kỵ thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Vậy trên bàn thờ nên đặt vật gì để khai thông đường tài lộc, kích hoạt vận may cho kinh tế gia đình luôn ổn định và phất lên như diều gặp gió? Các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay nhé! Và thưa quý vị, bên cạnh việc đặt vật phẩm phong thủy trên bàn thờ để thu hút tài lộc, thì các đường chỉ tay cũng là yếu tố quan trọng giúp luận đoán con đường công danh sự nghiệp, tình duyên của con người trong tương lai. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì thầy Master Phùng Phương, người Việt Nam duy nhất là thành viên của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, sẽ tổ chức một buổi luận giải chỉ tay miễn phí vào 21 giờ tối thứ 6 ngày 12 tháng 6. Các bạn hãy kéo xuống phần bình luận bên dưới, bấm vào link để tham gia vào group Master Phùng Phương và không bỏ lỡ buổi livestream đầy thú vị sắp tới đây nhé. Buổi chia sẻ này sẽ giúp quý vị chủ động hơn để lên kế hoạch về vận trình cuộc đời mình, từ đó trở nên giàu có, hạnh phúc và thành công hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi video ngày hôm nay. Chắc hẳn bạn cũng biết rằng việc thờ cúng ông bà tổ tiên, chư vị thần Phật là nét đẹp kế truyền qua biết bao thế hệ của người Việt. Nó vừa là một bài học răn dạy về tinh thần uống nước nhớ nguồn, lại giúp thế hệ con cháu tưởng nhớ đến công ơn của các vị tổ tiên. Tuy vậy, trong phong thủy bàn thờ gia tiên có rất nhiều kiêng kỵ cần tránh. Việc dâng lễ vật lên bàn thờ, điều cần nhất là cái tâm. Nhưng bên cạnh đó, gia chủ cũng cần hết sức chú trọng về lễ vật để có thể cầu chúc cho gia đạo luôn được bình an và hưởng nhiều phúc lộc dồi dào. Sau đây, tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số lễ vật đặt lên bàn thờ để tiền bạc ùn ùn chui vào ví, sung túc, no ấm, đủ đầy. Thứ nhất là hoa cúc đồng tiền. Đúng như tên gọi của mình, cúc đồng tiền, loại hoa cúng mang lại nhiều may mắn, tài lộc, tiền tài và thịnh vượng cho gia đình người chủ. Bên cạnh đó, cúc đồng tiền còn là biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. Dùng hoa cúc đồng tiền dâng cúng trên bàn thờ Phật và tổ tiên là thể hiện lòng thành kính của gia chủ đến với ông bà, các vị thần của mình. Thường cúc đồng tiền rất đa dạng màu sắc. Ngoài việc dùng hoa này thờ cúng trên bàn thờ, bạn cũng có thể thường xuyên bày trí ở phòng khách của ngôi nhà để thu hút tài khí, thúc đẩy tài lộc ngày càng hưng vượng. Thứ hai là hoa cúc vàng. Có lẽ hoa cúc vàng là loại hoa trưng bàn thờ phổ biến nhất trong mọi gia đình người Việt. Hoa cúc vàng mang trong mình rất nhiều ý nghĩa khác nhau, như lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu, hay là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn. Vì vậy, hoa cúc vàng thường được chọn làm hoa cúng trên bàn Phật tổ tiên. Không chỉ bởi vì ý nghĩa sâu sắc mà còn vì màu vàng của hoa. Đây là màu tượng trưng cho nhà Phật. Bên cạnh đó, hương thơm của hoa nhẹ nhẹ mang đến sự dễ chịu, nên sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để trên bàn thờ. Tuy nhiên, loại cúc to này còn có màu trắng nữa và nó thường dùng trong ngày tang, tuyệt đối không nên trưng bày trên bàn thờ. Thứ ba là quả Phật thủ. Trong những năm gần đây, quả Phật thủ trở thành loại quả được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương ngày rằm hay nhiều lễ quan trọng khác.
quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm và nơi cao nhất trong mâm trái cây. Theo quan niệm xưa, Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên, có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này cũng thể hiện được sự nâng đỡ, che chở của Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều bình an và may mắn. Thứ tư là quả dứa. Người Việt khi chọn trái cây làm lễ vật cũng rất chú trọng đến tên gọi của loại quả đó có ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn như trong tiếng Hán, dứa phát âm nghe như may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế, dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà, nó sẽ là một trong những loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị. Bởi khi đến một nơi ở mới, gia chủ sẽ mong muốn cuộc sống có thêm nhiều may mắn, bình an cũng như nhiều tài lộc hơn. Thứ năm là cóc ngậm tiền. Một trong những ý nghĩa phong thủy hay nhất của cóc thiềm thử là thu hút tài lộc phú quý cho gia chủ. Vì vậy, những người làm kinh doanh buôn bán thì không thể thiếu vật này trưng bày trong nhà. Hơn nữa, trong công việc, cóc ngậm tiền sẽ giúp cho mọi chuyện suôn sẻ, kiếm được nhiều tiền. Nhiều gia chủ còn quan niệm với cách đặt cóc ngậm tiền trên bàn thờ thần tài, sáng quay đầu cóc ra ngoài, tối lại quay vào, tương đương với ý nghĩa là sáng ra cho cóc ra ngoài kiếm tiền, tối lại cất vào cho chủ. Cóc ngậm tiền phong thủy còn mang lại may mắn trong mọi việc. Với những người học hành thi cử hoặc cầu đạt công danh thì cóc thiềm thử sẽ giúp cho kết quả học tập tốt hơn. Với những người làm ăn kinh doanh, cóc ngậm tiền giúp cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi. Người ta tin rằng những linh khí của các con vật phong thủy nói chung và cóc ngậm tiền giúp hóa giải được vận hạn gây hại cho gia chủ. Không chỉ đặt trên bàn thờ gia tiên, khi đặt cóc ở các vị trí khác trong nhà sẽ giúp hóa giải các luồng năng lượng xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Thứ sáu là đồng xu vàng kích hoạt tài lộc. Trong phong thủy, tiền xu được xem là vật phẩm biểu trưng cho tiền bạc, của cải quý giá trong nhà. Với quan niệm giàu sang phú quý song hành, vàng sánh với vàng tức là những thứ có cùng tính chất sẽ kết hợp với nhau. Do đó, dân gian và phong thủy vẫn quan niệm rằng sức mạnh ý nghĩa của đồng tiền xu theo phong thủy, nếu biết đặt trên bàn thờ, sẽ giúp mang lại cho bản thân con đường tài lộc hanh thông rộng mở, tiền bạc tìm đến, sinh khí thịnh vượng. Bên cạnh đó, những đồng tiền cổ, tiền xu không chỉ được xem là đồng tiền may mắn theo phong thủy, mà còn có tác dụng trong việc xóa bỏ những vận đen đủi, tai họa bí ẩn từ những kẻ tiểu nhân, họa hung đồ. Do đó, với nhiều người, đồng tiền phong thủy có tác dụng như một pháp khí trấn yểm để xóa đi những bất an trong ngôi nhà của bạn. Thứ bảy là hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ vừa có hương thơm dịu nhẹ, màu sắc mang biểu trưng cho sự cát tường, cũng là một trong những loài hoa thích hợp để bày cắm trên bàn thờ gia tiên hoặc thần Phật. Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ là màu của may mắn.
điều đó lý giải tại sao những vật phẩm phong thủy thường thấy như phong bao lì xì, đèn lồng, bùa bình an đều có màu đỏ. Bên cạnh đó, hoa hồng với ý nghĩa ngập tràn hạnh phúc, sự trường tồn vĩnh cửu sẽ là chọn lựa tuyệt vời cho bạn khi muốn tìm một loài hoa trưng bàn thờ ngày Tết. Màu sắc hoa hồng vốn rất nhiều, nhưng bạn chỉ nên chọn hoa hồng có màu đỏ tươi và không mua đủ các loại màu để trưng, cũng như không chọn hoa hồng có màu phớt phớt, nhạt nhạt. Vì như vậy sẽ không thể hiện được sự thành kính của mình. Một lọ hoa hồng vừa đẹp vừa sang trọng vừa ý nghĩa khi để trên bàn thờ tổ tiên chắc chắn mang đến một năm đầy may mắn và sung túc cho gia đình. Vậy nên thường xuyên dâng hoa hồng lên bàn thờ sẽ giúp gia chủ tăng thêm may mắn, được thần Phật phù hộ, tài lộc tấn tới, làm ăn phát đạt. Quý vị thân mến, bên cạnh những vật phẩm đặt trên bàn thờ sẽ mang lại nguồn tài lộc dồi dào cùng sự bình an may mắn cho gia chủ, thì ngược lại, cũng có một số cấm kỵ khi bài trí các đồ vật trên bàn thờ có thể dẫn đến tán gia bại sản, nghèo khó trăm bề. Các bạn hãy tuyệt đối tránh không trưng bày những vật này trên bàn thờ để giữ gìn cho sự bình an của gia đình mình nhé! Thứ nhất, tiền giấy và vàng mã. Có lẽ điều này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, song đúng là giấy tiền vàng mã là những thứ không được đặt lên bàn thờ. Nhiều gia đình có thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ đều mong được người trên chứng giám ban tài lộc cho mình. Tuy nhiên, theo tâm linh thì việc để tiền vàng lên đó chẳng những không thúc tài vượng vận mà còn khiến cho việc làm ăn của gia chủ bị trì trệ, nhiều khó khăn ngáng trở, khiến khó lòng thành công như ý. Tiền bạc đâu chẳng thấy về nhà, mà ngược lại còn mất tiền tốn của, túng thiếu trăm bề. Thứ hai là trái cây và hoa quả giả. Hãy thử tưởng tượng thế này, nếu có ai đó đem biếu hoặc tặng bạn một giỏ hoa quả giả không thể ăn được, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc hẳn là cảm giác bị xúc phạm nặng nề và không được tôn trọng một chút nào cả. Nếu không có nhiều thì cứ đặt một quả táo, một quả bưởi, không cần phải mua đầy đủ mâm ngũ quả, nhưng nhất định phải là quả thật có thể ăn được. Đừng vì tiết kiệm chút tiền mà làm điều đó, sự thành kính của bạn sẽ bị giảm bớt phần nhiều, thậm chí còn bị cho là bất kính. Bạn sẽ không nhận được phước lành thật sự khi tấm lòng thành kính của bạn đối với tổ tiên chỉ bằng vài thứ hoa quả nhựa. Thứ ba, không cho cát vào trong bát hương. Bát hương chỉ được phép dùng cho, chứ không ai được lấy cát thay thế. Hành động này sẽ khiến cho gia đình bị tổ tiên khiển trách mà gặp nhiều điều khó khăn, gia đình lục đục, sức khỏe suy yếu. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm và đã qua sàng lọc, loại bỏ tạp chất kỹ càng. Vâng, thưa quý vị, thờ cúng không chỉ đơn thuần là một thủ tục tâm linh mà còn là một cách để gia chủ bày tỏ tấm lòng thành kính cùng sự thương nhớ, trân trọng đến tổ tiên, cũng là nơi thần linh ban phát lộc lá cho cả gia đình. Vậy nên quý bạn hãy cân nhắc để lựa chọn các vật phẩm đặt trên bàn thờ sao cho phù hợp nhé! Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh, bạn có thể gặp gỡ thầy Phùng Phương bằng cách nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.